Trong ngày 30 tháng 10, hơn 30 xe tải đã vào dải Gaza trong hoạt động chở hàng viện trợ lớn nhất vùng chiến sự này kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra vào hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thấm vào đâu so với quy mô của khủng hoảng nhân đạo mà người dân tại dải Gaza đã phải đối mặt. Vâng, thưa quý vị, trước đó thì tình trạng thiếu lương thực tại dải Gaza đang ngày càng trầm trọng. Ngày 29 tháng 10 thì hàng nghìn người dân ở Gaza đã phải đột nhập vào các nhà kho và trung tâm phân phát cứu trợ của Liên Hợp Quốc để tìm kiếm lương thực và nhu yếu phẩm. Trong báo cáo cập nhật tình hình vào sáng 30 tháng 10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc OCSA cho biết 33 xe chở nước, thực phẩm và thuốc men đã tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập. Đến nay đã có 117 xe cứu trợ nhân đạo được vào dải Gaza, trong đó khoảng 70 xe chở thiết bị y tế và 60 xe chở thực phẩm và thức ăn dinh dưỡng. Chỉ có 13 xe chở nước và thiết bị vệ sinh. Trước khi xung đột xảy ra, mỗi ngày dải Gaza đón nhận 500 xe hàng hóa cứu trợ. OCSA cũng hoan nghênh việc Israel tạo điều kiện cho đoàn xe cứu trợ quy mô lớn vào dải Gaza, nhưng nhấn mạnh cần thêm nhiều xe nữa được vào thường xuyên hơn nữa để ngăn chặn tình hình nhân đạo đang xấu đi tại đây.